làm gì đâu đây? Hả? Làm gì ở đó? Trời ơi, sao? Làm gì ở đây? Trèo xuống mẹ nào. Chuyện gì? Ở đây á? À? Ồ, để xem nào. Ồ, nó bị hỏng ở đây. Rồi. Ôi nhưng mà nó chín rồi Ly à, nó chín rồi này. Ừ. Ồ, quý của con á. Ôi, nhưng mà nó bị hỏng ở cái này rồi uổng nhờ. Ôi. À, để đừng chạm vào luôn á. Con hái cho mẹ nè. Hái đưa mẹ nè. Đưa mẹ. Hái đưa mẹ nhanh lên, hái đưa mẹ. Ui ui. Đấy, con hái đi này, Ly. Hái đi, đưa mẹ nào. Đó. Rồi đưa mẹ nào, đưa mẹ nào. Hái không được hả? Ôi nó bị hỏng, con đừng cắn lên nữa nha. Đi vô mà lấy cái đồ mà cắt lên cho con nha. Ngồi chờ mẹ xíu. Cầm với mẹ nha. Đây nào. Giữ với mẹ nè. Ai giữ á. Rồi. Ui ui. Thôi con đứng xuống đây. Con đứng xuống đây cái mẹ nè. Ui 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 ui. Rồi đứng lại nha. Đứng lại cho mẹ xíu. Đó đó đó. Đứng xuống dưới, đứng xuống dưới. Ui. Nó nặng quá. Ui ui, đưa này con đi đây. Đưa ra đây không, quả đó chưa chín, quả đó chưa chín, quả này con. Quả đó chưa chín con à. Đây. Ui. Thấy không? Có nó mũi mà. Ui ui. Chưa ăn được đâu nha. Để chiều thử ăn được chưa nha. Thôi mình đi về đi. Nhá. Xe ô tô kìa. Rồi, Ly đóng cửa với mẹ con. Mẹ rửa tay đã nha. Tới đây mẹ rửa tay cho con, rửa tay đã rồi lên con đánh bít nha. Đây. Ôi ôi hắc gì vậy? Ôi tay dính toàn mũ rồi Ly ơi. Thấy chưa? Cho mẹ nào. Rồi, đi vô thôi con, đi vô. Đây. Rồi. Đi con, ngồi trên ghế. Đúng rồi. Rồi. Sao? Không. Không biết này chưa ăn được con ạ. À. Chưa ăn được. Không, chưa ăn được đâu con. Để ăn để chiều xem nó ăn được chưa cho con. Bây giờ mới hái chưa ngon đâu nha. Nó chưa ngon đâu con. Hôm bữa trước mình hái một cái mới đấy. Không ngon lắm nha. Rồi, mình ăn dưa lưới trước nhá, rồi chiều ăn nhá. Ồ, tí nữa ăn xong là mẹ xử lý này cho nha. Rồi. Tay nào ngồi xuống, tay. Wow. À, rồi, để mãi cho. Ờ. Tay này có tay nè, để đây. Rồi. chưa ăn luôn. Tôi để cái hàng đó con không ăn hàng được đâu nha. Đấy, ngon con. Biết để chiều ăn con nha, chiều mình cắt ra xong rồi mời bác hàng xóm ăn cùng nhà mình nha, chứ bây giờ mà ăn mít bây giờ là nó không ngon đâu. Ui ngon quá. Ui, đi cầm một ôm trái mít này đi, thấy không? Ngồi ăn nha, mày vô đây lấy tay ra con. Ăn đi. Để xem miếng ngọt không nha. Ủa miếng mình cắt to thế. Giòn ngọt không Ly nhỉ? Làm sao không biết, em biết nó bị hỏng mà con chạy ra con nhìn vậy con. Hôm qua mình ra thử còn sống ấy. Thơm phức à. Ngon rồi, vừa ngon quá đúng không? Gì? Không ăn của con à? Này gọt vỏ rồi ăn hết con ạ. Nha, ăn hết miếng đây à? Rồi mẹ ăn xong mẹ lau tay cho nha. No đúng không? Ôi con bắt đầu ăn là thấy no rồi đấy. À không, con không ăn nữa hả? Làm sao? Ôi thôi ăn mít á. Không, mít chưa ăn được. Mít chưa ăn được con à. Ôi, coi kìa, coi kìa. Không, mít chưa ăn được đâu. Đã ăn được đâu mà ăn đồ ăn mít. Mẹ bảo để chiều ăn còn gì. Rồi đưa tay kia cho mẹ nè. Rồi, ngồi ở đi nha, chơi đi nha. Dọn hết cái này chưa?